322 天. Anh nghe phải nhắc lại cách nói. Chú biết lẩu của nhà nào ăn ngon không ạ? Sư sư chứ đạo nả y gia đờ hồ cua hào chứ mà? Sư Sư Chứ Đạo Nả Y Gia Đờ Hồ Guo Hào Chi Ma Sư sư chứ đạo nả y gia đờ hồ cua hào chứ mà? Sư sư chứ đạo nả y gia đờ hồ cua hào chứ mà? Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Chưa kịp quét dọn. Mới lái được chí đá xào sâu sử. Vất vả. Xin khủ. Đầu tiên liên hệ ngay. Sầu xiên mà sẵn liên xỉ. Số lượng. Sủ lẻng. Ngắn một chút càng đẹp mắt hơn. Toán nhỉ tiểu ấn cần khó khăn. Mặc lên trắng may không vừa người thì làm thế nào? Chuan sáng vạn y bù hờ sân dẫn mà bản. Độ dài rất hợp với em. Tráng tủ hấn sự hờ nỉ. Chỉ ít cần 190.000 Việt Nam đồng. Chỉ sáo yào 19.000 Việt Nam tuần. Buồn cười quá. Hào hào xào. Đi trả tiền. Chỉ phủ tiền. Hai bạn. Nǐ men liǎ. Nǐ men liǎng ge. Tổng công ty cử đến. Zǒng gōng sī pài lái. Thái độ nói chuyện. Shuō huà tài dù. Ông chủ. Lão bản. Không gấp, không vội. Bù trí. Không sao. Mấy quan chỉ. 10 phút. 10 phân rung. Ngồi một lát. Zuǒ yǐ huǐ.